Hành trình của Nam Du Đăng, viên ngọc thô của nền bóng rổ thế giới. Một lỗi phạt bị bỏ qua đã ngăn cản lịch sử bóng rổ được tạo ra tại nhà thi đấu O2 Arena ở London vào ngày 20 tháng 7, khi mà đội tuyển quốc gia non trẻ nhất trên thế giới là Nam Su Đăng đã đối đầu với đội tuyển bóng rổ vĩ đại nhất trong lịch sử, đó chính là đội tuyển Mỹ trong một cuộc đối đầu tương tự David và Goliath. Đội tuyển Mỹ khi đó mang tới đội hình toàn những ngôi sao thượng hạng của nền bóng rổ thế giới như LeBron James hay Stephen Curry. Thế nhưng họ đã thực sự chật vật trước đội tuyển Nam Su Đăng với nhiều cái tên xa lạ. Điều đáng ngạc nhiên là Nam Su Đăng đã dẫn trước đội tuyển Mỹ với cách biệt 14 điểm sau nửa đầu tiên của trận đấu. Đối đầu với một đội bóng mạnh như Mỹ, việc Nam Su Đăng có thể giữ được khoảng cách lớn như vậy là một kỳ tích đáng khen ngợi. Tuy nhiên, ở những hiệp thi đấu sau đó, đội tuyển Mỹ đã tỉnh giấc và lấy lại được phong độ. Wenyen Gabriel đã suýt nữa ghi điểm số quyết định cho Nam Su Đăng nếu không bị Anthony Edwards phạm lỗi. Một lỗi phạt rất khó nhận biết. Công bằng mà nói, đối với các trọng tài, đây là một tình huống cực kỳ khó xác định. Gabriel không đề cập đến lỗi phạt trong buổi họp báo sau trận đấu, mà thay vào đó là tự hào về màn trình diễn của mình và đồng đội. Nam Su Đăng chỉ cách một cú ném thành công để tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử bóng rổ quốc tế. Điều này càng ấn tượng hơn khi đất nước này chỉ mới tồn tại từ năm 2011 và thậm chí không có sân bóng rổ trong nhà nào. Câu chuyện của Nam Su Đăng không chỉ là về bóng rổ, mà còn là một hành trình đầy cảm hứng về sự kiên trì và nghị lực vượt qua khó khăn. Để thua suýt soát trước đội tuyển Mỹ, thế nhưng người hâm mộ đội tuyển Nam Su Đăng không phải chờ đợi quá lâu, bởi sau đó khoảng một tuần, đội tuyển này đã mang về cho lịch sử bóng rổ nước nhà với chiến thắng đầu tiên trong trận đấu đầu tiên tại Olympic. Chiến thắng trước Puerto Rico thực sự là một tin chấn động, bởi trước đó không ai biết về đội tuyển Nam Su Đăng. Những cái tên xuất phát trong đội hình hầu như vô cùng xa lạ với bất cứ ai thường xuyên theo dõi bóng rổ. Thế nhưng giờ đây, những cái tên đó đã tạo nên điều bất ngờ và khiến cả thế giới chú ý tới Nam Su Đăng. Nam Su Đăng là quốc gia có chủ quyền non trẻ nhất trên thế giới. Su Đăng giành được quyền độc lập vào năm 1956, nhưng ngay lập tức nổ ra xung đột giữa các khu vực phía Bắc và phía Nam. Cả hai khu vực có đặc điểm dân tộc khác nhau, với phía Bắc chủ yếu là người Ả Rập và phía Nam là các bộ tộc truyền thống. Xung đột này dẫn đến hai cuộc nội chiến, đầu tiên là từ năm 1955 đến năm 1972 và lần thứ hai từ năm 1983 đến năm 2005. Quốc gia này cuối cùng được thành lập vào năm 2011 sau một cuộc trưng cầu dân Ý với 98% cử tri chọn ly khai. Từ đó, đất nước Nam Su Đăng mới thực sự xuất hiện trên bản đồ. Trong trận đấu đầu tiên tại Olympic của Nam Su Đăng, vấn đề về dân tộc đã xảy ra khi màn ra mắt của đội tuyển này bất ngờ bị gián đoạn sau một sai sót nghiêm trọng của ban tổ chức Olympic. Khi các cầu thủ Nam Su Đăng xếp hàng để hát quốc ca, bài hát truyền thống của Su Đăng đã được phát lên thay vì là bài quốc ca của Nam Su Đăng. Dù giành được độc lập, Nam Su Đăng vẫn phải đối mặt với bạo lực liên tục, dẫn đến cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Phi. Giữa cuộc xung đột và khủng hoảng, bóng rổ trở thành một điểm sáng cho người dân Nam Su Đăng. Nam Su Đăng không có thời gian và nguồn lực để trở thành cường quốc bóng rổ như Pháp, Canada hay Serbia. Kể từ khi giành độc lập, Nam Su Đăng đã có 8 cầu thủ thi đấu tại NBA, mặc dù không nhiều người có sự nghiệp lâu dài. Lu Deng là ngôi sao lớn nhất trong số đó và đã đầu tư mạnh mẽ để phát triển bóng rổ tại quê hương của mình. Chúng ta thường nhớ về Lu Deng với những meme bóng rổ hài hước được lan truyền trên mạng xã hội. Thế nhưng ít ai biết rằng anh đã dành phần lớn tài sản và công sức của mình để phát triển bóng rổ Nam Su Đăng. Không ngoa khi nói rằng chính Lu Deng là người đặt Nam Su Đăng vào bản đồ bóng rổ thế giới. Các chiến tích lịch sử liên tiếp của bóng rổ Nam Su Đăng là minh chứng cho thấy ảnh hưởng của một cầu thủ có thể vượt xa sự nghiệp thi đấu và vượt ra ngoài NBA. Khi Lu Deng đã sử dụng hàng triệu đô la tiền lương của mình tại NBA để tài trợ cho đội tuyển trong những năm đầu tiên. Được biết, tổng mức đãi ngộ mà Lu Deng được nhận ở NBA không dưới 70 triệu đô la sau nhiều năm cầu thủ này cống hiến. Ở Nam Su Đăng, mọi thứ là rất thiếu thốn cho sự phát triển của một đội tuyển quốc gia. Khi đến một thứ thiết yếu như sân thi đấu trong nhà, quốc gia này vẫn chưa có. Huấn luyện viên Nam Su Đăng, Royal Ivy, đã nói trong cuộc phỏng vấn và dành những lời có cánh cho Lu Deng. Lu Deng đã tài trợ cho chương trình này trong 4 năm từ túi tiền của mình. Anh ấy trả tiền cho phòng tập, khách sạn, vé máy bay, mọi thứ. Chúng tôi sẽ không thể tạo ra đội hình này nếu không có anh ấy. Lu Deng hiện đang là chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Nam Su Đăng. Những chiến tích vừa qua của Nam Su Đăng mới chỉ là sự bắt đầu, bởi đội tuyển này không chỉ sở hữu những cá nhân ấn tượng, mà bên cạnh đó còn thấy được sự đoàn kết,
và tinh thần dân tộc mạnh mẽ. Các cầu thủ thi đấu với quyết tâm cao, hướng về một mục tiêu duy nhất là đem về vinh quang cho tổ quốc thân yêu của họ. Liên đoàn bóng rổ Nam Sudan được thành lập vào tháng 5 năm 2011 và trở thành thành viên của FIBA vào năm 2013. Biệt danh những ngôi sao sáng, họ không thi đấu chính thức cho đến năm 2017. Năm 2021, Nam Sudan lần đầu tiên tham dự AfroBasket trước khi bị đội vô địch loại là Tunisia. Trong vòng loại FIBA World Cup 2023, Nam Sudan đã chiến thắng 11 trong số 12 trận đấu của mình và giành quyền tham dự giải đấu. Tại vòng loại, họ đã có những chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc và các đội bóng mạnh khác, giúp họ trở thành đội bóng châu Phi có vị trí cao nhất và xứng đáng giành quyền Olympic 2024. Sự thăng tiến nhanh chóng của Nam Sudan trong bóng rổ quốc tế không thể thiếu sự đóng góp của Lu Deng. Deng và gia đình anh đã phải rời bỏ đất nước để tìm nơi tị nạn, đầu tiên là ở Ai Cập, sau đó là ở Anh. Cầu thủ hai lần All-Star này đã là chủ tịch của Liên đoàn bóng rổ Nam Sudan từ năm 2019 và đã làm được nhiều điều kỳ diệu cho cả chương trình và đất nước thông qua quỹ của mình từ năm 2005. Deng cũng đã tham gia vào ban huấn luyện với nhiều vai trò khác nhau kể từ năm 2020. Đội bóng Nam Sudan hiện có Wenyen Gabriel, Khalid John và Marian Sayok, những cầu thủ đã từng thi đấu tại NBA. Dù không có nhiều kinh nghiệm NBA như các đội khác tại Olympic, nhưng sự gắn kết của đội có thể giúp họ vượt qua mọi thử thách. Với một tương lai tươi sáng phía trước, Nam Sudan đang trên đà trở thành một thế lực mới trong làng bóng rổ quốc tế. Trước trận đấu với Hoa Kỳ, Nam Sudan đã có những chiến thắng ấn tượng trước Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh. Các đội bóng khác sẽ phải dè chừng và không nên đánh giá thấp Nam Sudan, bởi họ có một đội hình vô cùng đoàn kết. Với những cầu thủ trẻ như Khaman Maluek, người được dự đoán sẽ được lựa chọn hàng đầu tại NBA Draft 2025, tương lai bóng rổ của Nam Sudan hứa hẹn sẽ còn phát triển hơn nữa. Có thể thấy, Nam Sudan đang sở hữu rất nhiều những viên ngọc thô của bóng rổ thế giới. Chỉ mới hơn 13 năm cho sự tồn tại của một quốc gia, mà đội tuyển bóng rổ nước này đã phát triển tới độ giành được chiến thắng tại Olympic. Với nhiều quốc gia, việc giành được một suất dự Olympic đã là khó. Hành trình của Nam Sudan là thực sự kỳ diệu và họ vẫn đang hãnh diện bước trên con đường đó. Trận đấu tiếp theo của họ sẽ gặp đội tuyển Mỹ, đội tuyển mà họ đã suýt tạo nên bất ngờ trong loạt trận giao hữu trước đó. Sẽ là rất khó cho các chàng trai Nam Sudan. Thế nhưng với những gì họ đã trải qua để có được ngày hôm nay, thì việc giành được chiến thắng tiếp theo tại Olympic sẽ thực sự đánh dấu một bước đột phá của nền bóng rổ đất nước này. Nam Sudan đã chứng minh rằng, ngay cả khi đối mặt với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, sự quyết tâm và lòng kiên định có thể mang lại những thành tựu đáng kinh ngạc. Họ không chỉ đại diện cho một quốc gia mới mẻ, mà còn cho tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của con người. Trong bóng rổ cũng như trong cuộc sống, Nam Sudan đã và đang khẳng định mình là một biểu tượng cho sự nỗ lực không ngừng và niềm hy vọng vô hạn.